mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt ở xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, để ba của Hoa và nhóm cùng cưa mấy cây gây cây sao ở trong khu vực này. Ba của Hoa và chú Đường và anh Hiền mấy cây sao này. Vào trong đó là gần 1 mét luôn á, mà nó đưa nghiêng ra ngoài nè. Mấy cây sao này thì nhỏ nên ba của Hoa và anh Hiền chỉ leo theo cách bình thường thôi, không có leo bằng móng leo được. Cái móng leo thì đối với phần thân cây nhỏ thì nó sẽ đạp qua đạp lại làm gây nguy hiểm cho cái đôi chân của mình. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa và anh Hiền sẽ cưa tỉa cành những cây sao này như thế nào nha. Cái cây của anh Hiền thì nó cong ra ngoài đường nhiều này. Nó ngoài đường rất nhiều. Còn cây ba cái tầm đó. Thì ba của Hoa đến đây cưa là được chú Tài ở Nhân Trạch Đồng Nai này nhờ đến để cưa phụ với chú. Chú cũng là một thợ cưa ở đây nữa, nhưng mà do là bị tai nạn xe nên không có leo cây cao được. Leo thấp thấp thì vẫn được nhưng mà không có làm được nhiều. Đấy, cây nó nghiêng qua bên rồi. Mấy dãy phòng trọ. Ở phía dưới thì có mấy cái đường dây điện á, có mấy dây internet nó bị giống như là nó lâu ngày rồi nó bị bỏ cái cọng dây. Bị mục rồi. Rồi. Gài ngay cái nạn luôn rồi. Cái đó phải cào cầu luôn. Quý vị có thể thấy là ở phía trong đây rất là nhiều cây. Mà mấy cây thì nằm sát sát nhau bởi vì nó tìm ánh sáng, nó phải vươn ra phía ngoài để tìm ánh sáng bởi vậy nó cong cái phần ngọn. Không qua tao chống qua thằng thầy ơi. Cây của anh Hiền có nhiều dây chào bà quá. Dây chào bà thì nó đi vào mặt cưa thì nó sẽ ngứa tăng tăng, khó chịu lắm. Nhìn cái cây vậy nhìn ghê quá. Anh Hiền đi lên nữa nó nặng thêm nữa, nó phần ngọn nó ve qua mái nhà nè.
ba của Hòa cầm như vậy thôi chứ rất là nặng luôn á. Do cái cây sau này cao quá cũng không dùng gõ ghẻ được nữa. Cây sau cao mà cọng dây luộc hết thì nó ngắn. Ba của Hoa chặt đôi dây lại và gị cái sợi dây cho phần nhánh qua dây điện. Ôi. Cái phần nhánh này thì có chừng bằng bắp tay của anh Hiền thôi. Quá nhỏ luôn á. Bật cái ngọn lên kìa. Vinh Hiền chơi vơi trên phần thân cây. Bà có Hòa thấy những phần nhánh vào phía trong có hàng rào không ạ? Của anh Hiện thì đây mấy phần nhánh trà anh có để dưới đây rồi nên mấy cái phần lóng anh cưa xuống luôn, nó không bị sợ bể đan. Anh Hiền đã cưa xong cái cây sao này rồi. Thì những video trước thì Hòa cũng có nói là cây sao, cây dầu và cây xà cừ thì những phần nhánh của nó thì sẽ mọc đâm ngang hông nên cũng không cần chừa nhánh thở. Được rồi. Ba của Hoa thì chừa cái chớp độc có nhỏ xíu.
chứ không có bỏ cái phần ngọn giống như là của bên anh hàng. Tranh thủ chị về. Rồi nó vướng lên cái cây cục điện luôn. Cái sợi dây nó gài vô cục điện rồi. Cái sợi dây nó gài vô cục điện rồi ba. Gài vậy gì? Nó quấn vòng vô trụ điện dưới rồi. Chú có kéo cộng dây luộc xuống được không chú? Ba của Hoa thấy cộng dây luộc xong ở dướng vào trụ điện luôn. Ngoéo một vòng. Ủa sao nó quấn vô đây vậy? Thảy xuống trúng luôn á. Thảy vô đó luôn. Thảy xuống. Thảy vô nó quấn hết rồi một vòng. Hai vòng chứ. Mắc cửa. Ghê ghê. Mắc cửa lỗ luôn á. Cửa 5 thị á. Cho quý vị xem lại hai cái cây mà hồi nãy lúc mà chưa có cưa và cưa rồi thì nó đã hết nghiêng nhiều rồi, nó đỡ bớt rồi. Hồi nãy nó ve qua bên mái nhà quá nhiều luôn á. Tạm như anh cưa cây có dây chào bà rồi anh cởi đồ luôn hả anh Hiền, phải không? Có đồ luôn, kiến nó lướt trong quà quá trời luôn, cánh mình mấy không còn. Kiến đen lướt vô dây cho bà. Cán ghi mình luôn rồi. Cán ghi mình. Cán là lại chích tới nữa rồi, ghi mình luôn. Cái này á, đúng rồi, đồng hơn cái vàng. Dạ. Đồng hơn cái vàng. Ờ, cái vàng mà nó cắn cái hoàng đó được. Cổ này, kiến này nó vô mấy cái kẻ ngặt nghèo. Nó kiến kẻ. Ờ, cái đen không thấy. Còn cái vàng bự, còn cái vàng. Dạ. Nó cắn cái biết liền à. Cái dạng bự nó bò nhột nhột liền. Con này nó không có bò ấy, chỉ nó núp vô lầm vô không thấy. Với lại nó hay núp vô da cây á, rồi nó kiếm mình, nó kiếm kẻ nó núp. À, nó vậy thôi thấy không? À. À. Nó vậy đó. Cầm kiến rung tay luôn. Cắn rung tay luôn. Ba của Hoa cứ tiếp tục ngay cái nhà tiền chế nữa. Mà hột cây lên cưa chừng vài nhánh à. Cây này như bao đó. Đi chân thì thank you.
cỡ đầu quýt nạt nó nữa mà. Để nó bận nó sao nuôi không nuôi mẹ phải rồi nuôi cha nó phải rồi. Cái nhánh này đang nghiêng ngược vào trong cái mái nhà ông ba của hai treo dây. Có hai nhánh ở phía dưới thôi, còn chớp ngọn phía trên chắc ba của hai chừa lại. Dướng cái đọt bên này. Không động dây điện đó là mệt đó nha. Không được, quay giật giật qua mới được, quay để nó chạy xuống tới cái mái nhà. Thấy mái nhà không sợ, không sợ dây điện nó là đi cái khu nhà đó. Đó lâu quá rồi. Phát còn không được. Động dây điện nó không được á. Giật ra qua chứ ơi. Nó lại đi nó xuống là luôn rồi à. Bà con hạt kích dây phụ lên. Thôi thôi nó dướng mái nhà. Dạ, nhánh dưới nhánh vậy đây nè. Ôi nhìn vậy mà nhánh dài ghê. Phía trên nhìn thấy hơi ngắn. Cây cưa có hai nhánh mà một nhánh hồi nãy thì nó bự quá mà nó bị dướng cái phần nhánh phía bên cây sau phía ngoài nữa. Ba của hoa không có thể mà lấy cái tay đẩy ra ngoài được, nó sẽ dướng qua ngọn cây sau bên đây rồi nó dội lại mái nhà nữa. Nên phải treo dây. Quý vị có thể thấy là cây đối với cây sau thân nhỏ này thì ba cũng dẫm cái móng leo nó xéo xéo vào nhau. Yeah.
thì tôi tiếp tục cây sau bên đây nữa. Do gần đây có tiếng nhạc nên Hoa xin phép giật cho máy nổ để lắng hát tiếng nhạc cũng rất là ồn, mong quý vị thông cảm cho Hoa nha. À, của Hoa thì cưa ở phía trong đó. À, hồi nãy thì có một cây sao nhỏ ở phía dưới này mà chú Tài đã cưa hạ gốc rồi. Bởi vậy cái nhìn quý vị nhìn thấy cây sao này nó thẳng nè. Và cây phía ngoài thì nó đã nghiêng ra phía ngoài do là có cây sao nhỏ mà đã cưa rồi. Mấy cây sao này thì nó nghiêng quá nên chủ nhà sợ nó gió bão làm rớt nhánh xuống mấy dãy phòng trọ nên nhờ ba của Hoa và nhóm đến đây để cưa tỉa cành bớt. Rồi cái mở cái móng leo ra. Ba của Hà cưa mấy phần nhánh trong đó rồi. Trong đó thì nó trống. Ba của Hà chỉ cưa cho nó rớt nhánh thôi à, không có treo. Còn đường dây điện quá nên anh không có dám cưa dứt khoát, cưa còn dính da lại.
tược ở phía ngoài nó nghiêng ra vậy phòng trọ quá nên phải cưa bỏ, còn chừa lại tược phía trong. Để lại bình luận phía bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa ngày càng hoàn thiện hơn. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.